is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. Trước của xe được thiết kế với logo SRM, được mạc, được làm thiết kế màu đỏ rất là sang trọng, rất là màu đỏ, thường là thể hiện sự may mắn và rất là tốt. Như là mặt trước ga lăng của xe có thiết kế hai thanh mạc chrome sáng bóng nhìn rất là đẹp luôn, như là cái phần lưới tản nhiệt của xe được thiết kế khí đồng học lấy gió tốt và làm mát động cơ tốt, giúp cho động cơ chúng ta rất là bền bỉ và tuổi thọ rất là cao. Phần đèn, hệ thống đèn của xe là đèn cos pha từ mi, như là xi nhan tích hợp thêm đèn bi xenon giúp cho tăng độ sáng khi mình đi vào những thời tiết xấu, cũng như là tích hợp thêm một cái đèn sương mù cho quý hàng để cải thiện tầm nhìn khi đi vào thời tiết xấu. Xe thì được sơn bình điện cho quý hàng lớp, giúp cho xe giữ được cái độ sáng bóng lâu dài, như là đẹp thẩm mỹ và chống rỉ sét. Hiện tại bên công ty em có hai màu sơn cơ bản, đó là màu trắng và màu xanh. Ngoài ra công ty em có hỗ trợ quý khách hàng sơn màu phong cao một thủy của quý hàng, thì chi phí đầu tư cho công ty xe lớn tầm khoảng 3 triệu là quý khách hàng có được một cái màu sơn. Với thiết kế cái phần thiết kế cái đầu cabin thiên về nhô về phía trước thì giúp cho xe của chúng ta chạy lướt hơn và tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là bác tài ngồi trong cabin thì giúp cho bác tài đảm bảo được cái sự an toàn hơn, thì xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nha quý hàng. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, rất là thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Thì về phần động cơ của xe là động cơ công nghệ của Đức với dung tích lên đến là 1.5 lít và rất là khỏe luôn, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Đấy. Phần bên hông xe có thiết kế thêm một cái đèn xi nhanh, hai bên hông đều có thiết kế đèn xi nhanh giúp cho khi mà chúng ta lưu thông, các xe đi cùng hướng với mình có thể là biết được tình trạng của xe mình rẽ trái, rẽ phải hay là dừng lại. Phần tay nắm cửa xe được làm bằng nhựa cao cấp nha quý hàng, và cửa mở rất là nhẹ nhàng luôn. Đây. Kính là kính chính điện nha quý hàng. Đây, kính chính điện. Như là phần em sẽ giới thiệu sơ về phần lớp của xe, thì lớp của xe là lớp Kasumina nha quý hàng, với kích cỡ là 5.5R13, mâm là mâm thép nha quý hàng, cũng như là hệ thống giảm sóc phía trước là bằng phuộc lò xo nha quý hàng. Phía dưới đây như là cung gầm của xe, phần chassis rất là khỏe nha quý hàng. Phía dưới đây là bình nhiên liệu của xe, thì bình nhiên liệu của xe với dung tích lên đến là 40 lít nha quý hàng. Phía trên đây có nút khóa. Đây, phần lớp sau của xe là lớp Kasumina đi quý hàng, đồng lớp 5.5R13. Về phần giảm sóc phía sau là nhíp nha quý hàng. Nhịp đá rất là khỏe luôn, như là và có thêm ti giảm chấn khí lực nữa quý hàng, cầu lắp rất khỏe nha quý hàng. Thì kế tiếp em xin giới thiệu phần thùng của xe, thì thùng của xe được đóng theo tiêu chuẩn của nhà máy, với chiều dài lọt lòng lên đến là 2m8 và chiều rộng là 1m47, chiều cao là 1m4. Thì phần bẩn thì chỉ đóng một vách bẩn thôi nha quý hàng. Thì ngoài ra
bên em có hỗ trợ đóng thùng theo yêu cầu của quý hàng lựa chọn luôn nha quý hàng. Đấy. Sàn là sàn nhập sóng nha quý hàng. Thấy phần khung sườn của xe rất là chắc chắn luôn. Thì phía sau xe mở được hai cửa nha quý hàng. Bên hông thì mở được một cửa hông. Phần sau đèn tín hiệu của xe đầy đủ. Như là tích hợp thêm một cái camera lùi nha quý hàng. Đấy, rất là tiện lợi khi mua xe tích hợp thêm camera lùi. Đây. Và tiếp theo em xin vào bên trong cabin giới thiệu phần nội thất bên trong cabin nha quý hàng. Em có thể thấy bên trong cabin được thiết kế với hai ghế ngồi được bọc da simili cao cấp rất là đẹp và ngồi rất là êm nha quý hàng. Như là xe kính là kính chỉnh điện nha quý hàng. Đấy, kính chỉnh điện. Vô lăng của xe thì được thiết kế 4 chấu nhìn rất là thể thao, tích hợp còi hai bên cho quý hàng luôn. Và có thiết kế thêm một cái logo SRM mạ chrome sáng bóng rất là đẹp luôn, cũng như là táp lô đồng hồ của xe thiết kế thêm một cái đồng hồ điện tử cho quý hàng, hiển thị đầy đủ thông tin của xe nha quý hàng, như là tích hợp thêm màn hình MP5 như là đài radio FM, máy lạnh đầy đủ luôn, có tích hợp camera lùi cho quý hàng luôn. Đấy, camera lùi nha quý hàng, rất là tiện lợi luôn. Máy lạnh là máy lạnh 2 chiều nha quý hàng. Phía trên thì có thiết kế tấm che nắng đầy đủ nha quý hàng, gương cũng như là đèn đầy đủ nha quý hàng. Hộp để đồ. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Phía dưới còn thiết kế thêm hai cái hộc để nước cho quý hàng luôn nha quý hàng. Cũng như là mọi thuốc. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Hộp số là 5 số tiến và 1 số lùi nha quý hàng. Để em đề máy thử cho quý hàng nghe. Đấy. Máy đề rất là nhẹ nhàng quý hàng. Chạy máy rất là im luôn. Xe được thiết kế tay lái trợ lực nha quý hàng, rất là nhẹ luôn. Cũng như là xe được trang bị hệ thống phanh ABS nha quý hàng. Thì em xin xuống xe để giới thiệu, để báo giá xe này luôn nha quý hàng. Thì, vừa rồi em đã giới thiệu tổng quát về xe SRM Dongfeng SRM T20A phiên bản hùng kính với tải trọng là 930kg và chiều dài lọt lòng của Hùng là 2m8. Thì xe hiện tại đang có giá là 217 triệu, xe bà Hùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ. Thì ngoài việc mua tiền mặt, bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến là 80%. Thì xe này hiện tại với mức đầu tư ban đầu tầm khoảng 60 triệu là quý khách hàng có thể lấy xe về và chở hàng. Với thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng nhận độc thân. Mọi thủ tục là bên em lo hết nha quý khách hàng. Mọi chi tiết quý khách hàng muốn liên hệ với em bên dưới số điện thoại bên dưới màn hình, hoặc là để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận, em sẽ liên hệ với quý khách hàng. Thì phần video của em đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt quý khách hàng, cũng như là hẹn quý khách hàng ở những video lần sau.